Xin chào các bạn học sinh lớp 9. Hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn chúng ta chinh phục điểm 10 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Bài thứ 9. Và đây là một bài toán về bất đẳng thức, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. Và lại thêm một bài nữa, sử dụng kỹ thuật chọn điểm rơi trong việc chứng minh bất đẳng thức. Đây là đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hải Dương năm học 2019-2020. Chúng ta hãy phân tích các giả thiết của bài toán để tìm ra hướng giải. Thứ nhất là cho ABC là các số dương và thỏa mãn điều kiện A cộng B cộng C bằng 2019. Số 2019 này người ta có thể thay đổi theo năm học. Ví dụ năm nay là năm 2021-2022 thì đề bài cũng có thể đổi thành là 2022. Thì cách làm vẫn hoàn toàn tương tự, không có gì khác. Thế thì với ABC dương, rất nhiều bạn chúng ta sẽ nghĩ ngay đến bất đẳng thức Cauchy. Muốn sử dụng bất đẳng thức Cauchy thì chúng ta phải tách được cái 2A bình cộng AB cộng 2B bình và tương tự với hai cái thành phần còn lại thành tích hoặc là thành tổng thì mới sử dụng được bất đẳng thức Cauchy. Tuy nhiên ta sẽ thấy rằng là cái biểu thức này chúng ta không thể phân tích thành nhân tử dưới dạng tích được. Vậy thì tạm thời chúng ta chưa tìm ra hướng để sử dụng bất đẳng thức Cauchy. Thế thì chúng ta sẽ suy nghĩ sau. Trước tiên ABC cho thỏa mãn ABC bằng 2019 và biểu thức P của chúng ta mang chất đối xứng giữa các số ABC. Do vậy chúng ta dự đoán là cái dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi A bằng B bằng C. Khi A bằng C thì cái biểu thức này sẽ bằng cái gì? Bằng 2A bình cộng với A bình cộng với 2A bình. Như vậy sẽ thành là 5A bình phương. Và như thế lấy căn lên thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện là bằng căn 5A. Vậy thì chúng ta sẽ định hướng để biến đổi như thế nào đó để chúng ta xuất hiện được cái căn 5. Thế thì chúng ta có thể làm như sau. Thế ta có này, 2A bình cộng AB cộng với 2B bình. Để xuất hiện 5 ở đây thì chúng ta có thể viết nào? Thì ta có thể viết là bằng 5/4 nhân với A cộng B tất cả bình. Trước tiên chúng ta cứ làm xuất hiện tổng A cộng B. Còn thiếu đâu ta thêm mất. Tại sao chúng ta nghĩ ra như vậy? Bởi vì như phân tích ở trên thì chúng ta phải tìm cách nào đó xuất hiện cái căn 5 này. Và đây như thế này thì khi ta lấy căn lên nó xuất hiện là số căn 5 vào đó. Chúng ta hãy xem thừa thiếu bao nhiêu nhé. Ở đây ta có này, 5/4 A bình. Mà theo đề bài nó là 2 A bình. Vậy thì chúng ta phải cộng thêm 3/4 A bình nữa. Tương tự chúng ta phải cộng 3/4 B bình nữa. Thế ở đây được bao nhiêu đây? Còn cái phần AB thừa ra thì sao? AB ở đây chúng ta có là bằng 5/4 nhân với 2AB. Như vậy bằng 5/2 của AB. Nhưng theo đầu bài thì chỉ có 1AB thôi. Vậy thì chúng ta phải cộng với bao nhiêu để nó thành 1AB? Đương nhiên chúng ta phải trừ đi, hay nói khác là cộng với âm 3/2 AB. Như vậy ở đây chúng ta sẽ trừ đi 3/2 AB. Vậy thì ở đây ta được 5/4 A cộng B tất cả bình cộng với 3/4. Ở bên trong sẽ còn A bình trừ 2AB cộng B bình. Ồ, như vậy rất là tuyệt vời. Vừa đủ luôn.
Và đến đây sẽ được 5 phần 4 A cộng B tất cả bình cộng 3 phần 4 A trừ B tất cả bình. Và do cái phần này nó luôn lớn bằng 0, cho nên cái này sẽ lớn bằng 5 phần 4 nhân A cộng B tất cả bình. Và đương nhiên dấu bằng xảy ra khi A bằng B. Từ đây ta suy ra cái gì? Ta suy ra căn của cái biểu thức này sẽ lớn bằng căn 5 phần 2 nhân A cộng B. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có hai biểu thức tiếp theo cộng lại, sau đó mình cộng lại thì bên này nó sẽ xuất hiện là căn 5 phần 2 nhân với 2A cộng 2B cộng 2C. Và đến đây sẽ bằng căn 5 nhân A cộng B cộng C. Và theo đề bài thì A cộng B cộng C của chúng ta bằng 2019. Như vậy là bài toán đã được giải quyết. Thì đây là một bài toán rất hay, sử dụng cái kỹ thuật chọn điểm rơi trong chứng minh bất đẳng thức và giúp ta dự đoán ra cái việc phân tích này. Sau khi làm xong thì ta thấy lời giải của bài này rất dễ. Nhưng vấn đề là tại sao chúng ta nghĩ ra được cái việc biến đổi này thì không phải đơn giản. Thì chúng ta phải dựa vào cái phân tích giống như trên thầy vừa phân tích. Đó là cái việc xuất hiện cái số căn 5 ở trong cái bài toán này. Từ đây thì chúng ta sẽ thực hiện bài toán như sau. Ta có 2A bình cộng với AB cộng B bình thì sẽ bằng, như ta vừa phân tích ở trên, nó bằng 5 phần 4 nhân với A cộng B tất cả bình cộng với 3 phần 4 nhân A trừ B tất cả bình. Thì cái này sẽ lớn bằng 5 phần 4 nhân A cộng B tất cả bình. Do vậy ta suy ra căn của 2A bình cộng với AB cộng B bình sẽ lớn bằng căn 5 phần 2 nhân với A cộng B. Dấu bằng xảy ra khi nào? Khi chỉ khi chúng ta thấy là muốn dấu bằng xảy ra thì A trừ B nó phải bằng 0, tức là A bằng B. Chứng minh tương tự thì ta sẽ có gì bằng căn của 2B bình cộng BC cộng 2, đây là 2 nhé, 2C bình sẽ lớn bằng căn 5 chia cho 2 nhân với B cộng C. Và tương tự như thế thì dấu bằng xảy ra khi B bằng C. Tiếp căn của 2C bình cộng CA cộng 2A bình thì sẽ lớn bằng căn 5 phần 2 nhân C cộng A. Và dấu bằng xảy ra khi C bằng A. Từ đó ta cộng lại thì ta được biểu thức P sẽ lớn bằng căn 5 phần 2 nhân với cộng 3 này lại thì được là 2A cộng 2B cộng 2C sẽ bằng căn 5 nhân A cộng B cộng với C bằng 2019 nhân với căn 5. Và dấu bằng xảy ra khi nào? Khi chỉ khi muốn dấu bằng xảy ra thì ba dấu bằng trên đều xảy ra, tức là A sẽ bằng B bằng C. Từ đây chúng ta kết luận vậy giá trị nhỏ nhất của P là 2019 căn 5 khi A bằng B bằng C. Vậy sau khi có lời giải bài toán thì chúng ta thấy là bài toán này cũng không quá khó khăn. Và nếu như chúng ta linh hoạt trong việc sử dụng kỹ thuật chọn điểm rơi trong việc chứng minh bất đẳng thức thì rất nhiều bài toán bất đẳng thức sẽ được chứng minh một cách dễ dàng. Hy vọng rằng qua bài toán này sẽ giúp chúng ta có một kinh nghiệm trong giải toán bất đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. Chúc chúng ta thành công trong kỳ thi sắp tới.
Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài tiếp theo.